VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lấp theo âm học. Quán karaoke của bạn đang vắng khách, nhưng đối thủ thì khách đông nườm nượp và bạn không biết lý do vì sao. Theo như chuyên gia âm thanh của VDA cho hay, thì một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định thành công của một quán karaoke đó chính là công nghệ của quán karaoke đang hiện đại hay lạc hậu. Và nếu như bạn không đủ kinh phí để đầu tư một dàn karaoke khủng thì cũng đừng lo lắng nhé. Bởi vì VDA đã phối sẵn hai dàn karaoke với mức giá bình dân nhưng chất lượng được đánh giá là khá tích cực. Nào, hãy cùng điểm qua dàn karaoke đầu tiên nhé. Cấu hình dàn karaoke kinh doanh bình dân 1 bao gồm đầu Agnos SK9108-2TB, hát karaoke từ YouTube với kho nhạc online cực khủng, xuất video karaoke MTV trực tiếp ra màn hình di động, giao diện thân thiện với hệ điều hành Android 4.4 KitKat, sở hữu hình ảnh chế độ nét Full HD 1080p, sở hữu ổ cứng 2TB lưu trữ hàng chục nghìn bài hát, màn hình cảm ứng Agnos ST226, giao diện linh hoạt, khả năng load dữ liệu chỉ trong vài giây, hình ảnh sắc nét, độ phân giải Full HD, màu sắc tươi sáng ở mọi góc nhìn, công nghệ cảm ứng hồng ngoại ER, e-hệ smartphone, kết nối không dây với đầu karaoke chỉ với vài cú chạm, Ampli BF-K9900A Pro, công suất 450W, mạch điều khiển và xử lý công nghệ digital, trang bị chip effect 48 bit, trang bị đến 7 tầng equalizer chơi hay mọi loại nhạc, trang bị tính năng tự động để cắt bỏ mọi tần số xấu, loa BIK BGS886 công suất tối đa đến 450W chơi tốt mọi loại nhạc, trường âm thanh rộng phủ kín không gian trên 30m2, cấu trúc 3 loa, 2 đường tiếng, tái hiện mọi dải âm, hỗ trợ hát karaoke nhẹ, giọng ca đà là vô cùng thanh thoát, tiếng bass chắc và sâu, kiểm soát cân bằng, micro BF Audio G8, trang bị tính năng tự điều chỉnh và chọn sóng sạch, hỗ trợ giọng hát yếu, giọng cao trong, giọng trầm ấm, thiết kế mảng lọc âm trực diện, loại bỏ mọi tạp âm, trang bị bộ thu sóng 500 kênh độc lập, khả năng tăng cường phạm vi bắt sóng lên đến 50m. Loa sub bass công suất 300W, tái hiện âm bass vô cùng mạnh mẽ. Củ bass kích thước 3 tấc, bass chắc và sâu, giải tần số đạt 50Hz đến 250kHz, tái hiện âm bass vô cùng chuẩn xác. Điều chỉnh tiếng bass phù hợp theo từng không gian, kiểm soát bass tốt, không đuối và không u nền. Mức giá dành cho dàn karaoke này, theo như Bảo Ngọc đã nói từ đầu, là một mức giá vô cùng bình dân, chỉ 43.900.000 đồng. Và nay còn đặc biệt hơn nữa, khi VDA giảm giá chỉ còn 41.700.000 đồng. Và đừng quên, sẽ còn một dàn karaoke kinh doanh bình dân thứ hai sẽ được tiết lộ ở video tiếp theo. Hệ thống showroom của VDA hiện nay trải rộng khắp ở thành phố Hồ Chí Minh và các bạn hãy đừng ngại ngần đến showroom mà trải nghiệm miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.